Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Bên lề hội nghị thượng đỉnh BRICS diễn ra tại thành phố Kazan mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận các vấn đề song phương và quốc tế mà hai bên quan tâm. Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng thống Nga Putin cho biết, sự hợp tác giữa Nga và Trung Quốc là một trong những yếu tố ổn định trên trường quốc tế. Ông Putin nói thêm, trong 75 năm qua, quan hệ giữa hai quốc gia đã đạt đến mức quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Đây là tiêu chuẩn về cách thức xây dựng quan hệ giữa hai quốc gia. Ông Putin nói, gọi mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc là bình đẳng và cùng có lợi. Tại cuộc gặp, ông Tập Cận Bình cũng đánh giá cao quan hệ hữu nghị giữa Trung Quốc và Nga. Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những thay đổi sâu sắc chưa từng thấy trong một thế kỷ và tình hình quốc tế nhiều biến động đan xen, ông Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc và Nga liên tục làm sâu sắc và mở rộng sự phối hợp chiến lược toàn diện và hợp tác trên thực tế. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói, trong thập kỷ qua, quan hệ Nga-Trung đã đi một chặng đường dài và đạt đến cấp độ chưa từng có. Mối quan hệ giữa hai cường quốc đóng góp rất lớn vào việc bảo vệ công lý quốc tế. Ông Tập Cận Bình cũng gọi nhóm các nền kinh tế mới nổi lớn BRICS là một trong những nền tảng quan trọng nhất để củng cố thế giới. Ông cho rằng cơ chế hợp tác BRICS là lực lượng trụ cột trong việc thúc đẩy thế giới đa cực một cách công bằng và có trật tự, cũng như toàn cầu hóa kinh tế có lợi và mang tính bao trùm. Nhà lãnh đạo Trung Quốc hy vọng có cuộc thảo luận sâu rộng với ông Putin và các nhà lãnh đạo khác về sự phát triển của cơ chế hợp tác BRICS trong tương lai, nhằm đem lại nhiều cơ hội hơn cho các nước Nam bán cầu. Ấn Độ và Trung Quốc vừa đạt thỏa thuận về tuần tra dọc theo đường kiểm soát thực tế LAC giữa phía đông Ladakh do Ấn Độ kiểm soát và Aksai Chin do Trung Quốc kiểm soát, đánh dấu bước đột phá trong cuộc đối đầu quân sự kéo dài 4 năm giữa hai đất nước tỷ dân. Theo hãng tin AFP, Trung Quốc cho biết nước này đã đạt giải pháp với Ấn Độ về các vấn đề liên quan đến biên giới tranh chấp giữa hai quốc gia. Sau khi New Delhi cập nhật đã đạt được thỏa thuận với Bắc Kinh về các cuộc tuần tra quân sự dọc biên giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết Gần đây, Trung Quốc và Ấn Độ duy trì liên lạc chặt chẽ thông qua các kênh ngoại giao và quân sự về những vấn đề liên quan đến biên giới Trung Ấn. Hiện tại, hai bên đạt được giải pháp về các vấn đề liên quan. Ngoại trưởng Ấn Độ Vikram Misri nói, Kết quả của các cuộc thảo luận diễn ra trong nhiều tuần qua là một thỏa thuận đã đạt được về việc tuần tra dọc theo đường kiểm soát thực tế tại khu vực biên giới Ấn Độ-Trung Quốc. Đồng thời nhấn mạnh điều này có thể là giải pháp cho tình hình căng thẳng giữa hai nước vào năm 2020 liên quan tới lãnh thổ tranh chấp. Tuy nhiên, phía Trung Quốc chưa bình luận về tuyên bố này. Thỏa thuận mới nhất đạt được sau nhiều tuần hai bên đàm phán liên quan tới hoạt động tuần tra tại các điểm nóng, đẹp sang và đem chốc. Thông báo của ông Misri được đưa ra chỉ một ngày trước khi thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi lên đường tham dự hội nghị thượng đỉnh của Brick, nhóm các nền kinh tế mới nổi tại Kazan Nga. Theo nhà ngoại giao Ấn Độ Vietra Misery, hai bên nhất trí sẽ giám sát khu vực Ladakh để đảm bảo không có vụ vi phạm nào. Ông thông tin hai bên hiện sẽ thực hiện các bước tiếp theo về vấn đề này. Theo hãng tin AFP, Trung Quốc và Ấn Độ, hai nước đông dẫn nhất thế giới, thường xuyên cáo buộc nhau tìm cách kiểm soát lãnh thổ dọc theo ranh giới không chính thức giữa hai nước. Đây là một giải đất hẹp được gọi là đường kiểm soát thực tế sau cuộc đụng độ ở biên giới vào năm 2020 khiến ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ và 4 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng. Hai bên đã rút hàng chục ngàn binh sĩ và đồng ý không cử lực lượng tuần tra vào đường kiểm soát thực tế. Đối với nhiều binh sĩ, xung đột ở Gaza là cuộc chiến sống còn và phải giành chiến thắng bằng mọi cách. Những trận chiến cũng gây ra tổn thất về mặt tinh thần với họ. Người lính Israel Eliran Mizrahi, 40 tuổi, có 4 con, được điều động vào Gaza sau cuộc đột kích của Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Tuy nhiên, khi trở lại cuộc sống tại Israel sau 6 tháng tham chiến, anh bị ám ảnh bởi những gì đã chứng kiến trong cuộc xung đột. Vật lộn với chứng rối loạn tâm lý sau chấn thương PTSD, Misrahi đã không thể gắng gượng và chọn cách ra đi. Gia đình Misrahi cho biết anh thường xuyên giận dữ, đổ mồ hôi, mất ngủ và xa lánh xã hội. Anh nói với gia đình rằng chỉ có những người ở Gaza cùng anh mới hiểu được những gì anh đang trải qua bà Jenny Mizrahi, mẹ của người lính xấu số, số chia sẻ. Mizrahi rời Gaza, nhưng Gaza chưa bao giờ thôi ám ảnh Mizrahi. Guy Zaken, một người bạn của Mizrahi và cùng lái chiếc xe D9, nói thêm về trải nghiệm của họ ở Gaza. Chúng tôi đã chứng kiến những điều rất, rất, rất khó khăn, những điều khó chấp nhận. Theo đài truyền hình CNN, quân đội Israel cho biết họ đang chăm sóc cho hàng nghìn binh sĩ bị PTSD hoặc các bệnh tâm thần do chấn thương trong chiến tranh. Không rõ có bao nhiêu người đã chọn cách từ bỏ cuộc sống vì lực lượng phòng vệ Israel, IDF, chưa cung cấp con số chính thức. Theo thống kê của cơ quan y tế Gaza, một năm kể từ khi xung đột nổ ra tại vùng đất bị phong tỏa của người Palestine, cuộc xung đột đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, trong đó Liên Hợp Quốc báo cáo hầu hết những người thiệt mạng là phụ nữ và trẻ em. Cuộc xung đột này trở thành cuộc xung đột kéo dài nhất của Israel kể từ khi nhà nước này được thành lập. Và khi xung đột mở rộng sang Liban, một số binh sĩ nói rằng họ sẽ bị lôi vào một cuộc xung đột khác. Một bác sĩ quân y Israel giấu tên từng phục vụ 4 tháng ở Gaza chia sẻ Rất nhiều người trong chúng tôi rất sợ phải tham gia cuộc chiến ở Liban một lần nữa. Những binh sĩ Israel từng chiến đấu trong Gaza nói với CNN rằng họ đã chứng kiến nỗi kinh hoàng mà thế giới bên ngoài không bao giờ có thể thực sự hiểu được. Aaron Brakeman, một nhà khoa học chính trị tại Đại học King's College London, từng phục vụ trong quân đội Israel trong 6 năm, bao gồm cuộc chiến tranh Liban năm 1982, cho biết cuộc xung đột ở Gaza không giống bất kỳ cuộc xung đột nào khác của Israel. Ông Breakman lý giải, nó kéo dài và diễn ra ở các thành phố, có nghĩa là binh sĩ chiến đấu giữa nhiều người và đại đa số là dân thường. Các quan chức Israel tiết lộ nước này đã thảo luận hai nỗ lực song song trong việc đạt được một thỏa thuận trao đổi con tin với lực lượng phong trào Hamas ở Gaza. Cụ thể, dẫn lời một quan chức Israel, tờ Times of Israel cho biết Giám đốc cơ quan tình báo Mossad David Bania đang thúc đẩy một thỏa thuận lớn nhằm chấm dứt xung đột ở Gaza và chiến dịch mở rộng của lực lượng phòng vệ Israel IDF nhằm vào Hezbollah ở Liban để đổi lại việc thả tất cả các con tin Israel. Trong khi đó, theo trang Ynet, tại cuộc họp nội các an ninh tối hôm 20 tháng 10, các bộ trưởng đã nghe thông tin chi tiết về một đề xuất khác, đó là đề nghị Hamas ngừng bắn trong 2 tuần để đổi lấy việc thả 5 con tin. Quan chức Israel cho biết kế hoạch bị thu hẹp này đã được Giám đốc Cơ quan Tình báo Nội địa Shin Bet Ronenba thảo luận trước đó ở Ai Cập. Cuộc họp nội các diễn ra vài ngày sau khi IDF tuyên bố tiêu diệt thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwa ở Rafah, người từ trước đến nay được các quan chức Israel và Mỹ mô tả là trở ngại chính cho tiến trình đàm phán. Tuy nhiên, quan chức Israel nhấn mạnh vẫn còn quá sớm để nhận thấy có bất kỳ tiến triển rõ ràng nào sau cái chết của thủ lĩnh Sinwa trong khi đó ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken đã tới Israel và sau đó là loạt các quốc gia Trung Đông khác trong tuần để thúc đẩy việc thả con tin và chấm dứt giao tranh. Các quan chức Mỹ gọi sự ra đi của thủ lĩnh Hamas Sinwar là cơ hội cho một thỏa thuận ngừng bắn và con tin được thương lượng. Văn phòng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngoại trưởng Blinken sẽ gặp nhà lãnh đạo trong ngày hôm nay. Theo đài phát thanh quân đội, bất chấp sự thúc đẩy của các bên trung gian về một thỏa thuận. Các nhà đàm phán Israel cho biết các yêu cầu của Hamas không thay đổi sau vụ sát hại ông Sinwa. Tuy nhiên điều đó có thể thay đổi khi ban lãnh đạo mới của Hamas xuất hiện. Cuộc họp nội các an ninh cũng thảo luận các phản ứng tiềm tàng của Israel sau cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran vào ngày 1 tháng 10. Theo báo Yediot Aronot, nội các Israel đã không bỏ phiếu về việc trao cho Thủ tướng Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant quyền quyết định thời điểm tấn công Iran. Bên cạnh đó, trong cuộc họp, các bộ trưởng đã thảo luận về cách tiến hành viện trợ nhân đạo cho giải Gaza sau là thư cảnh báo của Ngoại trưởng Mỹ. Trước đó, Ngoại trưởng Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã cảnh báo Bộ trưởng các vấn đề chiến lược Israel rằng Israel có một tháng để thực hiện những cải thiện đáng kể đối với tình hình nhân đạo ở Gaza hoặc nếu không, nguồn viện trợ vũ khí của Mỹ cho nước này có thể gặp nguy hiểm. Mỹ đang thúc đẩy việc cho phép thêm hàng trăm xe tải viện trợ mỗi ngày vào giải Gaza và lo ngại Israel sẽ cấm cơ quan Liên Hợp Quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine UNRWA hoạt động. Hồi tháng 7, Knesset đã thông qua lần đọc đầu tiên về bộ ba dự luật nhằm đóng cửa cơ quan Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine. Theo Ynet, Bộ Ngoại giao đã trình bày những nguy hiểm khi thông qua luật UNRWA. Một trong những mối nguy là Israel có thể bị coi là vi phạm hiến trương Liên Hợp Quốc.